Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Tùng Mitsubishi An Việt, là kênh chuyên review tất cả các sản phẩm phụ tùng xe Mitsubishi. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn và anh em đi tới một câu nói đúng như đầu video của mình đã nói, đó là đừng mua phụ tùng Mitsubishi, đừng mua phụ tùng. Các bạn đừng mua phụ tùng ô tô khi các bạn chưa xem video này. Vậy thì tại sao mình lại nói câu nói đấy? Tại sao lại mình nói như vậy? Bởi vì tất cả nó đều có lý do của nó. Trong tất cả ở đây thì là các anh em gara, anh em đi xe thì chắc là các bạn đều đặc biệt là anh em gara thì đều đã dính tới việc là ví dụ như chúng ta đi mua phụ tùng ô tô, các bạn đều dính, chắc chắn là anh em đều trải qua những nỗi đau, ví dụ như nỗi đau cực kỳ lớn, ví dụ như là chúng ta mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, rồi là hàng không đúng với những yêu cầu của chúng ta đặt ra. Ví dụ chúng ta mua hàng chính hãng thì chúng ta nhận được không phải là cái hàng xịn, hàng mua hàng xịn thì không phải là mà chúng ta nhận được gọi là cái hàng phân loại 1, hàng phân loại 2, hoặc là những cái mặt hàng nó không đúng theo cái số tiền chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ ra 1 triệu nhưng cái giá trị chúng ta nhận lại chỉ khoảng 300-400 nghìn thôi, thì đấy là những nỗi đau chúng ta bị mất tiền, gọi là nôm na anh em chúng ta gọi là bị lừa. Vậy thì làm sao để chúng ta không bị lừa? Các bạn đi mua phụ tùng ô tô, các bạn đi mua ở bất kể đâu, mua tất cả các hãng nào, thì các bạn làm sao các bạn trang bị cho mình cái kinh nghiệm khi mà không bị làm sao chúng ta mua được đúng cái số tiền chúng ta bỏ ra, đúng cái giá trị những gì chúng ta bỏ ra. Đấy, thì là hôm nay mình sẽ cùng anh em đi giải đáp câu hỏi đấy. Đấy, cái hai vấn đề thứ hai nữa là chắc hẳn là anh em khi đi mua phụ tùng, các bạn đều khi mà hỏi, các bạn đi tìm, các bạn search trên mạng, các bạn hỏi phụ tùng, các bạn hỏi mua, thì thường các nhà cung cấp sẽ báo giá cho các bạn rất nhiều loại phụ tùng, là hàng xịn chính hãng này, hàng tốt này, hàng vỏ tốt, bao bì vỏ, ví dụ như mình bán vỏ Mitsu hoặc bao bì vỏ Honda này, hoặc cái nữa là hàng lưu danh chúng ta. Vậy thì làm sao để phân biệt được, đúng không ạ, khi mà chúng ta đi mua phụ tùng, lựa chọn loại nào và để nó hợp với túi tiền và cái nhu cầu của mình? Đầu tiên các bạn phải hiểu được bản chất, đúng không ạ? Vậy để mua được cái loại phụ tùng chuẩn và chúng ta để mua được đúng loại phụ tùng đúng theo cái yêu cầu của chúng ta, thì việc đầu tiên các bạn phải biết được là trên thị trường bao gồm những cái loại phụ tùng nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải biết được nó là gồm những cái loại phụ tùng nào, bởi vì khi các bạn đi hỏi hàng thì có quá nhiều loại phụ tùng không biết lựa chọn như nào, thì mình phải hiểu. Thì về cơ bản là trên thị trường hiện nay sẽ bao gồm có 3 loại phụ tùng chính, đó là thứ nhất ba loại hàng hóa cơ bản. Thứ nhất là hàng xịn chính hãng. Xịn chính hãng đây là hàng xịn chính hãng. Xịn chính hãng thì là hàng do chính hãng phân phối, do chính hãng xe của chúng ta phân phối. Ví dụ xe của bạn là Toyota thì do chính hãng Toyota phân phối, hoặc xe của Mitsubishi thì do chính hãng Mitsubishi phân phối, do chính hãng xe Mitsubishi phân phối. Và đấy là hàng chính hãng. Ví dụ như các bạn nhìn thấy hàng chính hãng như là cái lọc gió thì do chính hãng, ví dụ đây của Mitsubishi thì là chính hãng Mitsubishi Moto phân phối này. Đấy, đúng theo tiêu chuẩn là Mitsubishi. Đấy là ví dụ như thế. Hoặc hàng chính hãng Honda, ví dụ như Honda. Honda thì chính hãng Honda Moto phân phối. Đây, chính hãng Honda Moto phân phối. Tất cả đúng theo tiêu chuẩn của hãng. Đấy, tiêu chuẩn của hãng phân phối. Đấy là hàng chính hãng. Và hàng thứ hai đó là hàng thay thế. Hàng thay thế thì được các thị trường ở các nước ngoài phân phối hàng thay thế. Hàng tốt đem hãng Mitsu, hàng tốt đem hãng vỏ hãng, hoặc là do thị trường nước ngoài phân phối. Đấy, thì được các cái đơn vị nhập khẩu phụ tùng về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái chất lượng hàng thì nó mình khẳng định luôn là cái loại này thì nó chỉ tương đối được khoảng 80-90% so với hàng chính hãng thôi. Đấy, và nó đây đóng bao bì tem nhãn, ví dụ hàng Mitsubishi là như này, còn hàng Honda thì như này, Honda này. Được các đơn cửa hàng, các đơn vị bán phụ tùng nhập khẩu về, nhưng nó có những cái loại đây là hàng này là hàng tốt, hàng mà gọi là mình bán phụ tùng thì mình hay gọi là hàng tốt, vỏ tem nhãn là bao bì Mitsubishi, bao bì Honda, hoặc là bao bì của tất cả các hãng. Nhưng mà mình khẳng định nó không phải là hàng chính hãng, mình chất lượng thì nó rất là tốt, được các đơn vị ở nước ngoài họ bán rất là nhiều trên thị trường và được các đơn vị nhập khẩu phụ tùng nhập về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái thứ ba là hàng thay thế là hàng đây, ví dụ như là má phanh này, đây là hàng thay thế do một đơn vị, các cái đơn vị mà họ sản xuất, ví dụ như đơn vị chuyên về má phanh, ví dụ má phanh này, hoặc là má phanh này, đấy má phanh, đấy
cái đơn vị chuyên về má khoanh hoặc đơn vị chuyên về một mảng nào đấy, họ sẽ sản xuất ra. Ví dụ đơn vị chuyên sản xuất powder soap thì họ sẽ sản xuất powder soap ra chẳng hạn, cái cảng sau, hoặc là đơn vị chuyên về má khoanh họ sản xuất má khoanh như Kevono đấy, hoặc là DC đây, Compact mà chuyên má khoanh, hoặc là những rất nhiều cái hạn. Ví dụ cái Denso thì sản xuất một số cái mặt hàng của Denso, Valeo thì sản xuất một số mặt hàng của Valeo. Thì do những cái đơn vị mà họ họ sản xuất phụ tùng và họ bán ra ngoài thị trường vẫn giữ nguyên thương hiệu của cái nhà sản xuất đấy. Thì đấy là cơ bản có ba chủng loại hàng hóa như vậy. Vậy thì chúng ta lựa chọn loại nào và như nào cho hợp lý, cho nó đúng cái yêu cầu của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn hiểu bản chất, hiểu được bản chất của nó thì chúng ta mới lựa chọn được, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ưu nhược điểm và bản chất của từng loại phụ tùng. Thứ nhất là ưu nhược điểm của từng loại phụ tùng một thì mình sẽ cùng phân tích. Vậy chúng ta có 3 loại phụ tùng, các bạn sẽ thấy chúng ta có 3 loại, đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi lần thứ nhất là hàng chính hãng này, đúng không? Và thứ hai nữa là hàng tốt, hàng thay thế đấy. Và thứ ba nữa là hàng lý doanh. Mình có 3 loại như vậy. Vậy thì mình sẽ cùng các bạn đi phân tích từng loại một để chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất khi mà anh em lựa chọn thay thế bộ phụ tùng. Đầu tiên thì để mà phân biệt được các cái loại phụ tùng này thì rất là khó. Các bạn sẽ thấy ở đây là các bạn nhìn, đúng không ạ? Thật sự mình là dân trong ngành, trong nghề. Đấy, các bạn nhìn cùng một tem mã, đúng không? Các bạn nhìn cùng tem nhãn mã luôn. Y xì cùng mã này. Đấy, chất lượng sản phẩm và y xì nhau. Bởi vì nó là sản xuất ra để dùng chung với nhau nên nó thật sự là nó rất giống nhau, rất giống nhau luôn đó. Đây, các bạn sẽ thấy nó rất giống nhau, anh em thấy nó rất giống luôn. Cho hai cái này đặt cùng với nhau đi xì nhá, đắp chung với nhau đi xì, còn không khác biệt gì, không khác biệt gì. Vậy thì mình phải hiểu được bản chất của từng loại phụ tùng một để các bạn, khi các bạn đi mua phụ tùng thì các bạn sẽ hiểu được bản chất của từng loại phụ tùng, thì như thế thì các bạn mua được. Chứ còn nếu không thì chúng ta rất khó để chúng ta lựa chọn, bài toán rất khó. Việc đầu tiên đó là bản chất của từng loại phụ tùng thì chúng ta sẽ đi vào thứ nhất là hàng sự chính hãng. Sự chính hãng là như thế nào? Sự chính hãng là hàng mình giải thích lại một lần nữa, hàng sự chính hãng thì là do nguyên bản, do hãng đã phân phối tại thị trường. Ví dụ như phụ tùng là nguyên gần giống như con xe của chúng ta, nó sản xuất ra như thế nào thì cái phụ tùng về cơ bản là phụ tùng nó thay thế thì nó đi xì như vậy, và do chính hãng phân phối tại thị trường Việt Nam. Chính hãng phân phối, do chính hãng phân phối, và các cửa hàng phụ tùng thì có nhập khẩu về và phân phối, giá thành thì cạnh tranh như đấy, thì là đây là hàng chính hãng. Ưu điểm của nó thì chất lượng này các bạn không phải suy nghĩ, ưu điểm là chất lượng các bạn không cần phải suy nghĩ, bởi vì nó đúng theo tiêu chuẩn, tất cả các sản phẩm phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của hãng. Với khi sản xuất ra con xe thì chúng ta được thử nghiệm test rất là nhiều, thì cái chất lượng của nó thì các bạn không phải đánh giá, chất lượng thì tuyệt vời luôn, không phải suy nghĩ, đúng theo tiêu chuẩn của con xe luôn, thì không bao giờ chúng ta phải lăn tăn về cái hàng xịn chính hãng này cả. Đấy là cái ưu điểm. Nhưng cái nhược điểm của nó thì giá thành khá là cạnh tranh, là giá thành khá là cao, không phải cạnh tranh mà rất là cao. Giá thành khá là cao, nó sẽ cao. Đấy, giá thành. Vì chất lượng của nó ngon thì tất nhiên là giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Giá thành nó cao. Đấy. Giá thành cao thì ví dụ như một con xe của chúng ta, chúng ta mới mua xe mới thì chúng ta thay, thì cái giá trị con xe lúc đấy là, ví dụ chúng ta mua con xe là 1 tỷ thì cái giá trị chúng ta khi một trong thời gian đầu nó là mình giá trị con xe nó vẫn còn 1 tỷ đến 900 1 tỷ thì khá là mình vẫn thay hàng ngày này được. Nhưng ví dụ như theo một thời gian thì cái giá trị con xe nó đã giảm xuống rồi. Ví dụ khi con xe mà chúng ta thay một con xe chúng ta chỉ còn 300-400 triệu thôi, mà thay một cái gì đấy nó quá đắt, nó lên đến cả tiền vài triệu, thì đấy là một cái bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Vậy thì có thêm cái sự lựa chọn cho các bạn, đấy là chính là hàng tốt. Hàng này là hàng được được bán rất là nhiều tại thị trường nước ngoài và được các cửa hàng phụ tùng nhập khẩu về, nhưng nó không phải là hàng chính hãng. Mình cũng khẳng định rất thật là nó không phải là hàng chính hãng, anh em phải hiểu bản chất nó không phải là hàng chính hãng. Chất lượng của nó thì nó chỉ tương đối thôi, nó tương đối so với hàng xịn chính hãng đấy các bạn nhìn, nó chỉ tương đối thôi các bạn nhé, nó chỉ tương đối so với lại cái chất lượng, nó được khoảng 80-90% so với cái hàng xịn chính hãng đấy các bạn. Đây là hàng xịn chính hãng và đây là hàng thay thế, thì nó bao bì của nó rất khó thì các bạn thực sự là khi các bạn chọn. Thì nó
chất lượng của nó thì nó chỉ được 80-90% thôi, chất lượng thì nó gọi là mức chất lượng nhận được. Nhưng có một cái lợi thế đó là giá thành của nó cực kỳ rẻ, giá thành của nó rất là rẻ, nó rẻ hơn rất là nhiều, nó giảm đi rất là nhiều so với cái giảm đi rất nhiều so với nó, giá thành nó rẻ hơn so với hàng chính hãng, rẻ khá là nhiều, thì nó kinh tế hơn và đôi khi nó là một lựa chọn không hề tệ, lựa chọn rất là tốt cho anh em. Đấy là hàng chúng ta hiểu về cái hàng thay thế đấy, hàng thay thế, đây là hàng thay thế. Thì chất lượng nó cũng tốt, và được cái là cái giá thành của nó, ưu điểm của nó là giá thành nó hạ xuống, giá cũng rất là rẻ. Và hàng tiếp theo đó là hàng liên doanh thì là do các cái đơn vị họ sản xuất ra, họ bán tại thị trường. Ví dụ như là Compact họ sản xuất ra cái má phanh này thì họ bán tại thị trường, đây là má phanh thì dạng như thế. Hoặc là Ecomono thì các bạn sẽ thấy là họ là sản xuất ra cái má phanh Ecomono và họ bán tại thị trường, thì đây là cũng là một cái mục, đây cũng là một cái do một đơn vị chúng ta sản xuất, nhưng nó cũng giá thành hợp lý, đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là chất lượng cũng khá là tốt, nhưng mà có một cái nó không đầy đủ tất cả các chủng loại hàng. Ví dụ như ông má phanh, ông chỉ sản xuất má phanh thôi, ông về rotin ba số thì họ chỉ sản xuất rotin ba số thôi, chuyên về rotin, nó không đầy đủ, không đủ loại chủng hàng. Những cái hàng thay thế này gần như là các bạn là hàng cửa hàng trong hãng có gì thì nó đều có bên ngoài thị trường, như vậy thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn cái hàng này thì nó có một cái nhược điểm là không đủ đồ, thật sự là không đầy đủ đồ. Trên thị trường có 3 loại như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao chúng ta phân biệt được từng cái. Chúng ta làm sao chúng ta khi chúng ta đi mua, chúng ta bỏ số tiền, chúng ta phải phân biệt được bước thứ 3. Đó là chúng ta phân biệt được hàng xịn, hàng rẻ và thay thế là như thế nào. Cách chúng ta làm sao chúng ta tránh những người chúng ta mua phải hàng xịn, hàng rẻ, hàng xịn mà chúng ta bỏ. Cách làm sao chúng ta phân biệt được hàng xịn chính hãng và hàng rẻ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta bỏ số tiền ra, chúng ta nhận được đúng cái giá trị gì chúng ta nhận được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi là làm sao để, đầu tiên chúng ta phải làm sao để phân biệt hàng xịn và hàng thay thế. Đấy thì để mà mình sẽ cho các bạn show cho các bạn xem một số cái hàng và hàng xịn hàng thay thế thì các bạn sẽ hiểu qua được nó. Thứ nhất là mình là đơn vị, thì mình là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối và bán cuối cùng. Đến nay thì mình cũng gọi là nó thật sự là tuổi đời, tuổi gọi là tuổi nghề, cũng vào tầm 20 năm. Từ bố mẹ mình làm đến mình sinh ra thì đã bầy vò sờ cái lọc và sờ cái đôi tim, sờ mọi thứ, gọi là nói thật là mình cũng gọi là có tuổi, gọi là sinh trong nghề. Và đến bây giờ thì gia đình nhà mình ba anh em đều làm cái mảng cùng cả, tất cả thì đều sống với nó, nên là nó gọi là cái tuổi nghề, có gọi là có tí tuổi trong cái mức mình làm. Thì mình sẽ show cho các bạn xem về một số cái chủng loại hàng hóa hiện nay. Ví dụ như đây là hai cái lọc gió này, các bạn sẽ nhìn thấy mình đấy, lọc gió cùng một dòng xe Mitsubishi, con này là Mitsubishi Outlander và các dòng xe khác cũng vậy đấy. Các bạn nhìn nó rất là để bình thường, các bạn rất khó các bạn phân biệt được, các bạn sẽ thấy rất khó, các bạn nó khá là khó phân biệt. Đây là hàng bao bì như thế này. Nhìn như thế này nếu bình thường chất lượng, đây là hàng thay thế, chất lượng khá là ok luôn các bạn. Còn đây là hàng xịn chính hãng, hoặc là đây, hoặc là thế này là lọc gió của con dòng xe Suzuki Vander, lọc gió động cơ có rất nhiều, nói chung là mình cần nhiều lắm, lọc gió động cơ dòng xe Suzuki Vander. Hàng xịn chính hãng thì đây, đây là lọc gió, nhưng mà cái này là cái tay này của mình, hàng này mới là hàng xịn chính hãng, đây xịn chính hãng của dòng xe Suzuki Vander. Các bạn nhìn đây là xịn chính hãng, Made in Indonesia, các bạn sẽ xem đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem đây là hàng xịn chính hãng, bao bì bảo hộp ở đây, hàng xịn chính hãng, tem mác Mitsubishi, đúng không? Đây là hàng xịn chính hãng. Và cái này là cái hàng này là hàng thay thế in ra là hàng thay thế, bao bì của hộp nó đây, đây là bao bì của hộp. Nó rất nhiều chủng loại, có cái hàng Honda đây là cái first, mình chia sẻ một chút, đây là first của nó. Mình cần có nhiều, quá nhiều đồ, mình chỉ cần đồ gọn nhẹ, hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem
đấy, đây là hàng. Các bạn nếu mà để thả ra thì rất khó để phân biệt được hai cái chủng loại hàng, rất khó các bạn. Vậy thì làm sao để chúng ta phải trang bị cho mình, làm sao chúng ta phải mua được đúng cái chủng loại hàng hóa chúng ta cần, thì chúng ta phải trang bị cho mình một số kiến thức, một số cái mẹo thì để khi các bạn đi mua đồ, các bạn có thể phân biệt được. Đầu tiên là các bạn phân biệt được chủng loại, để làm sao tự chúng ta, anh em gala chúng ta đi mua đồ, chúng ta sẽ kiểm định được hàng đấy có đúng hàng xịn hay không, thì chúng ta phải kiểm định được nó. Chúng ta phải kiểm định được, chúng ta phải có một cái gọi là kinh nghiệm để chúng ta kiểm định được hàng nào là nào, để mình có thật sự là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những cái đơn vị có thể là gọi là làm ăn nó không được trung thực. Ví dụ như cái hàng này nó vẫn báo là hàng xịn, nhưng nếu mà chỉ như này, nếu mà anh em không kinh nghiệm thì thực sự là nhìn nó cũng, nó thật sự là so với hàng xịn chính hãng thì nó cũng không khác là mấy. Vậy thì làm sao để phân biệt, khó đúng không ạ? Nếu như các bạn lần đầu các bạn va chạm vào thì mình nghĩ là hơi khoai đấy, vụ này cũng khoai phết. Để phân biệt được cái nào với xịn mình không kiểm định được. Vậy thì sau đây là một số mẹo để các bạn có thể kiểm định được hàng nào là hàng xịn và hàng nào là hàng thay thế, để chúng ta nhận được đúng cái gì, cái giá trị của chúng ta. Thứ nhất là các bạn, mẹ của mình ấy, chia sẻ một chút là các bạn lấy đồ trên xe của các bạn ra, lấy đồ trên xe của các bạn ra xe, anh em gara khi mà chúng ta tháo xe ra, chúng ta kiểu thay cho khách hàng, chúng ta để ý trên xe của chúng ta những cái ký tự, những cái đấy đây, thì chúng ta so sánh những cái đồ chúng ta mua về với cái đồ mà đồ chúng ta mua về, và chúng ta khi chúng ta mua về và chúng ta với những cái đồ mà để trên xe. Thông thường thì với những dòng xe mới thì rất dễ, cái điều này là xe mới thì ít khi thay phụ tùng, chưa hay nhiều phụ tùng, và khách có thể là vẫn hay là xịn, thì chúng ta so với trên xe của chúng ta thì nó mới hàng tức ký tự nhưng giống hết. Ví dụ như nó là mã này, bên Indonesia này, Denso này, giống hết như này thì đấy là xịn. Về cơ bản chúng ta phải so như vậy thì đấy là cái tốt nhất. Và thứ hai nữa là chúng ta nhìn bao bì nhãn mác, đây là bao bì nhãn mác đúng theo tiêu chuẩn này. Chúng ta bắn mã code chúng ta sẽ nổi lên này, đấy bao bì nhãn mác đúng theo tiêu chuẩn của hãng chẳng hạn đấy. Hoặc là đây ví dụ như là dòng Honda thì đây, ví dụ như bao bì nhãn mác đúng theo tiêu chuẩn của Honda Moto đấy, bao bì nhãn mác. Đấy thì chúng ta để ý cái bao bì nhãn mác này. Thứ hai nữa là cái so với cái hàng trên xe, của chúng ta làm sao chúng ta thấy là giống nhau, nó chuẩn, thế là đúng với chất lượng hàng và cảm quan ấy. Khi các bạn, anh em gara mà chất sửa rất nhiều, chúng ta mua cũng nhiều thì nhìn cái chất hàng chúng ta cũng có thể phân biệt được, hàng rẻ, thì đấy là bằng cái kinh nghiệm và cảm quan ấy. Thì gần như là anh em khi các bạn va vấp nhiều thì các bạn sẽ có và cái phần thứ hai đó là cái phần thứ hai là điều này rất quan trọng khi các bạn đi mua cũng được. Đó là để phân biệt được, các bạn thấy mình vừa sâu, các bạn rất khó để chúng ta phân biệt được hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế, hàng xịn, rẻ, hàng thay thế, rất khó. Vậy thì một cái tuyệt vời nữa đó là khi các bạn đi mua phụ tùng, các bạn có thể lựa chọn những đơn vị mà người ta làm có uy tín, làm có người ta làm nghĩa là chuyên. Ví dụ như là chuyên về dòng xe, chuyên về phụ tùng thì đấy, anh em gara thì các bạn lựa chọn họ, các bạn đi mua phụ tùng thì các bạn lựa chọn chuyên về dòng xe, chuyên về dòng xe Honda. Ví dụ như bên Mitsubishi An Nhật của mình thì chuyên hai dòng xe Mitsubishi, dòng xe Honda, thì mình chuyên rồi nên là mình rất am hiểu về dòng xe đấy, và mình bán phụ tùng họ thì khi các bạn am hiểu ấy, thì khi mọi người sẽ am hiểu và họ chuyên thì họ bán rất nhiều, tức là va chạm rất là nhiều, hàng nào chất lượng tốt thì họ mới nhập, chứ còn hàng mà khách hàng phản hồi có vấn đề thì người ta cũng sẽ không đảm nhập nữa. Đấy là thứ nhất là chuyên, và thứ hai nữa là phải có uy tín. Uy tín ở đây là gì? Ít nhất là có thương hiệu trên thị trường, họ chuyên về dòng xe. Ví dụ như mình chuyên dòng xe Honda, dòng xe Mitsubishi thì chuyên về hai dòng xe đấy, và họ có uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Bởi vì ví dụ như các bạn hiểu rằng, ví dụ như với Mitsubishi An Nhật, với nhà mình, ví dụ như mình làm từ đầu bố mẹ mình làm và đến giờ là anh em mình làm, thì cả gia đình nhà mình làm trong lĩnh vực này, thì chỉ cần một vấn đề thôi thì ảnh hưởng đến thương hiệu, nó ảnh hưởng đến nồi cơm, thì mình nói thật sự mình bên mình rất là minh bạch, hàng xịn là xịn, hàng rẻ là rẻ, cái gì rõ ràng như vậy. Nên các bạn cũng vậy, nên lựa chọn đúng cái mà đơn vị của người ta chuyên
chuyên về dòng xe. Ví dụ như và người ta có uy tín thì nó thật sự các bạn không dám đánh đổi. Ví dụ như những cái cửa mình nói thật với mình là mình xây dựng cái này nó rơi vào đến nay là từ rất là lâu rồi. Từ qua từ đời bố mẹ đến đời anh em mình đến với mình cũng rơi vào hơn 20 năm. Vậy thì mình làm sao mà mình đánh đổi cái việc là mình chỉ vì một cái mối lợi rất là nhỏ trước mắt để mình đánh đổi cái giá trị của thương hiệu mình dày công xây dựng vun đắp nó qua bao nhiêu năm, thì thực sự là cái đấy là cái rất là khó. Thì bao giờ mình thấy là tên An Việt thì rất là minh bạch, sự chính đã là sự chính ngã và thay thế là thay thế. Thì các bạn khi các bạn đã đến với bên mình thì cũng các bạn yên tâm một cách hoàn toàn, gần như mình nó thực sự là cực kỳ yên tâm, rất quan điểm rất rõ ràng. Nếu như mình không thì nó phát hiện ra sai sẵn sàng mình đổi và đền cho các bạn. Thế là cái thương hiệu mình khẳng định mình xây dựng được. Còn ví dụ một số đơn vị thì người ta nhộn nhộn, ví dụ như hàng như thế nào, người ta không chuyên thì vẫn báo với các bạn là xịn, nhưng nếu các bạn không có kinh nghiệm, các bạn kiểm định thì không thể nào biết được đâu là xịn đâu là giả. Thì nên chọn những đơn vị có kinh nghiệm của uy tín, cái đấy là các bạn nên lựa chọn. Như vậy thì nó sẽ tránh trường hợp của chúng ta mua phải cái hàng nó không đúng chất lượng, không đúng với những gì tiền chúng ta bỏ ra. Đây là một số những cái điều đấy là kinh nghiệm nhất mình các bạn, đấy là kinh nghiệm khi các bạn đi mua và lựa chọn cuối cùng. Đối với các hãng khác cũng vậy thôi, ví dụ kể là Toyota, kể là Ford, cả Mazda cũng vậy. Thì các bạn nên lựa chọn những cái nhà người ta lớn, người ta có kinh nghiệm, người ta có bề dày kinh nghiệm và người ta có tâm trong nghề, thì các bạn sẽ mua được đúng. Bởi vì để cho những người mới, những anh em, ví dụ như đơn giản là anh em mới vô cùng tùng, anh em mới ra ra mà chúng ta chưa có sự va vấp, thì cái việc các bạn kiểm định và phân biệt được giữa hai cái loại hàng xịn và rẻ thì đấy là một cái cũng khá là khó khăn, và đôi khi chúng ta không thể kiểm định hết được. Đấy là cái thứ nhất, đấy, không thể kiểm định hết được. Và vậy thì cái cuối cùng là các bạn nên lựa chọn cái nhà mà đủ tầm, đủ tâm, đủ cái người ta làm có tâm có tầm, thì các bạn sẽ tránh được những cái việc đấy và các bạn có sự lựa chọn nó phù hợp với cái túi tiền, phù hợp với cái giá trị chúng ta, cái xe của chúng ta cần, cái nhu cầu chúng ta cần. Thì trên đây là một số cái chia sẻ về kinh nghiệm khi các bạn đi mua và sử dụng, mua bán phụ tùng. Thì rất mong sau video này anh em xem thì các bạn hoàn toàn có thể anh em gara có thể khi các bạn đi mua các bạn có thể lựa chọn được đúng cái loại hàng các bạn cần và đúng cái gì mà chúng ta nhận được đúng cái giá trị, đúng số tiền mà các bạn bỏ ra. Chúc anh em một năm mới, năm 2021 thì là chúc anh em một năm mới tràn đầy sức khỏe. Chúng ta sẽ làm ăn một năm mới ngày càng phát đạt hơn, thành công hơn. Chúc anh em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.